thì khá là nhiều câu hỏi, thực sự là rất nhiều câu hỏi của các bạn đã đặt ra đối với tôi. Nếu mà nó phù hợp với lại cái chương trình của thiết kế cuộc đời thịnh vượng, cũng như giúp các bạn phát triển ở bản thân, giúp các bạn có thể tạo ra được những sự thay đổi trong cuộc sống, thì tôi sẽ làm cái chủ đề này. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của Thái Phạm. Và tôi xin tự giới thiệu các bạn, tôi là Thái Phạm, tôi là nhà đầu tư, nhà kinh doanh và là nhà sáng lập cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng. Ngày hôm nay thì như đã hứa, tôi sẽ tiến hành một cái video để giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các bạn về cái thiết kế cuộc đời thịnh vượng của chúng ta. Thì khá là nhiều câu hỏi, thực sự là rất nhiều câu hỏi của các bạn đã đặt ra đối với tôi. Và trong cái khuôn khổ của cái video này thì tôi muốn làm một cái video khoảng chừng 23 phút. Tôi sẽ lựa chọn một số câu hỏi để tôi có thể giải đáp cái Q&A thắc mắc của các bạn. Và đây cũng sẽ là một cái chủ đề, một cái tuyến chủ đề mà tôi sẽ dành rất là nhiều thời gian định kỳ. Hàng 2 tuần hoặc là 1 tháng tôi sẽ làm cái này để chia sẻ với các bạn. Và tất cả những thắc mắc của các bạn, nếu mà nó phù hợp với lại cái chương trình của thiết kế cuộc đời thịnh vượng, cũng như giúp các bạn phát triển ở bản thân, giúp các bạn có thể tạo ra được những sự thay đổi trong cuộc sống, thì tôi sẽ làm cái chủ đề này. Và đầu tiên thì tôi sẽ bắt đầu từ câu hỏi của bạn Lộc Leo. Bạn hỏi tôi rằng là anh thường hay bị mất động lực anh ạ, lời khuyên của anh làm thế nào để luôn giữ được nó, và cảm ơn anh rất nhiều. Thì Lộc Leo đây, Lộc Leo ơi, đây là một cái câu hỏi mà thường anh gặp được khá là nhiều những cái bạn trẻ mà hỏi anh cái câu hỏi này. Thực ra động lực sống hay là một cái động lực để làm một điều gì đó, tiếng Anh nó gọi là motivation, thì thường là chúng ta phải thường xuyên mình nó gọi là động lực, thì là giống như là chúng ta giữ gìn cơ thể mình, giống như chúng ta phải tắm rửa hàng ngày vậy. Cho nên là để có một động lực, động lực là cái gì đó nó làm cho mình cảm thấy hưng phấn, mình cảm thấy sôi máu, hoặc là mình cảm thấy rất là sảng khoái, nhiều năng lượng khi làm điều gì đấy. Thì thực sự cái động lực này có thể đến từ bên ngoài và đến từ bên trong. Đến từ bên ngoài có nghĩa rằng là khi em làm một cái điều gì đó, em có một người nào đó động viên mình, hoặc là em xem video của anh Thái Phạm, em thấy rằng là mình sôi sục máu để mình làm điều gì đó mới. Rồi có một người nào đó, chẳng hạn như bố mẹ bạn Lộc Leo này động viên, hay là bạn gái động viên, hay bất cứ ai động viên. Hoặc là bạn đọc một cuốn sách, bạn thấy rằng cuốn sách rất hay, có nhiều ý tưởng hay, và bạn mong muốn là thực hành ngay cuốn sách đó, và bạn hăm hở bước vào thực hiện nó. Nhưng mà những cái sự thực hiện này thường thường là chỉ có khoảng một thời gian rất là ngắn thì nó lại quay trở lại cái vạch xuất phát ban đầu. Lý do tại sao mình mất động lực là bởi vì là động lực nó là một cái thứ gì đó nó không kéo dài được lâu, trừ khi cái động lực nó đến từ cái bên trong của em, tức là những khát khao của mình, những cái khát khao, những thứ mà nó tồn tại. Lý do tại sao em phải trả lời là lý do tại sao em lại tiến hành làm cái công việc đó, lý do tại sao em chạy bộ chẳng hạn, lý do tại sao em lại đọc sách mỗi ngày, lý do tại sao em cần phải gặp gỡ và tập nói chuyện mỗi ngày trước công chúng, hay lý do tại sao em phải nâng cao năng suất lao động của mình. Tất cả những cái điều đó nếu nó xuất phát từ cái câu hỏi là tại sao trong nội tâm của mình, thì mình sẽ tìm ra được cái câu trả lời, và như vậy á, nó mới lâu bền. Một cái cách để giữ được cái động lực đó là việc em luôn luôn cần phải lưu ý, đó là động lực sống hay là motivation nó giống như mình tắm rửa mỗi ngày vậy, mình cần phải luôn luôn bồi bổ cho nó. Mỗi một ngày thì em hãy bồi bổ cho não bộ của mình, não bộ của mình những cái câu chuyện hay, những cái lời khuyên truyền cảm hứng, những cái video truyền cảm hứng. Và mỗi một ngày em rèn luyện cái cơ thể của mình để nó khỏe mạnh. Và khi cái cơ thể của em nó khỏe mạnh á, thì Lộc có biết là nó sẽ mang lại cho em nhiều cái năng lượng để em làm một cái việc gì đấy. Thì đây là lời khuyên của anh dành cho cái câu chuyện là liệu em có làm thế nào để em có thể khôi phục, hay luôn luôn có được cái động lực sống tràn trề và nguồn năng lượng tràn trề, hay là cái đảm lược sinh khí để mình làm một cái việc gì đấy. Thì đây là một cái việc rất là quan trọng. Thì câu hỏi này là cái câu hỏi mà tôi sẽ trả lời, mà không những cho bạn Lộc mà còn cho tất cả những người trẻ, những người bạn kể cả lớn tuổi chưa tìm thấy động lực, hoặc tìm thấy động lực trong thời gian ngắn và lại mất mát, được không? Đấy là cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai thì bạn này bạn hỏi tôi là như này này.
Bạn Amber Van, bạn nói là: em chào anh có thể chỉ cho em cách cụ thể như thế nào để áp dụng lãi suất kép và đầu tư chứng khoán được không? Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thì cái này thì anh cũng đã trả lời trong rất nhiều những video về lãi kép rồi. Một trong những cách mà Amber Van có thể đưa cái lãi kép vào trong chứng khoán đó là em học chứng khoán, tập đầu tư chứng khoán và bắt đầu đưa cái đồng tiền của mình từ cái đầu tiền tiết kiệm trở thành cái đồng tiền đầu tư. Và khi em bắt đầu học, em bắt đầu đọc sách, em bắt đầu tham gia những khóa học, em bắt đầu có thể hiểu được doanh nghiệp thì em đưa cái tiền của mình vào, thì chắc chắn lúc đấy là lãi kép nó sẽ giúp em sinh sôi cái tiền của mình qua 5 tháng, có thể là thông qua 1 năm, 2 năm, thậm chí là 10 năm, giống như anh là 15 năm, 15 năm chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho mình được nhiều những cái việc mà chúng ta nhân cái tài sản của mình lên nhiều lần. Bạn Phạm Quang Sáng, câu hỏi thứ 3 đó là: chào anh Thái thân mến, em và vợ em đang muốn làm ngành nail. Ngành nail là ngành làm móng tay đấy các bạn. Vợ em đi học được về cách làm thì còn em đang đi làm công nhân. Em định năm sau nghỉ không làm công nhân nữa. Em định đi làm bán vật tư ngành nail cho đại lý để giao hàng cho các cửa hàng địa phương để học hỏi kinh nghiệm người ta làm thế nào. Và sang năm thì em cũng đi học thêm những lớp về sale và marketing, về quản lý nhân sự. Anh cho em lời khuyên thông thái từ anh. Em cảm ơn anh nhiều và hẹn gặp anh tại Hà Nội. Sáng ơi, thì thực sự đây là cái câu hỏi mà nó khá nhiều những cái nội dung trong đó. Anh hứa là anh có thể trả lời cho em từng bước một. Cái việc mà vợ em và em muốn mở ra làm cái ngành nail, đó là một việc anh nghĩ rằng là đúng xu hướng. Bởi vì đây, ngành nail đang là một ngành rất là phát triển ở Việt Nam. Trước đây thì chúng ta khi nói đến ngành nail là chúng ta thường nói đến cái câu chuyện là ở Mỹ, người Việt ở Mỹ hay ở nước ngoài làm ngành nail và làm chùm ngành nail. Nhưng nếu mà em có cái cơ hội được sang, được vào quận 1 thành phố Hồ Chí Minh hay là em thấy ở Hà Nội bây giờ, thì những tiệm nail nó mở ra khá là nhiều. Và nail không phải là chỉ là cắt tỉa móng tay, cắt những da dư, mà nó còn là cắt để làm đẹp móng, rồi làm móng giả, rồi bôi. Cái dịch vụ mà tô điểm cho phụ nữ làm đẹp ấy, là một trong những dịch vụ rất là hot. Nó không chỉ ở Mỹ, ở phương Tây, mà dần dần thì cái dịch vụ này nó càng ngày càng phổ biến ở Việt Nam và các thành phố. Thì anh nghĩ rằng đây, hướng này hướng đúng rồi. Bây giờ cái em cần đó là gì? Em làm thế nào để bắt đầu có một cái kế hoạch kinh doanh về vốn, về địa điểm, về mặt bằng, về nhân sự. Và em học thêm cái cách quản lý, cách làm marketing cho cái nail của em. Đây là một cái business, một cái công việc kinh doanh khá là nhỏ, nhưng em hãy bắt đầu thử nghiệm một vài cái ý tưởng. Và anh nghĩ rằng đây là một ý tưởng tốt, và nếu có mất thì cũng sẽ không mất bao nhiêu cả. Hãy tập trung mình làm công việc của mình, và em có đi bán vật tư ngành nail thì cũng là một cái cách rất tốt để em thử nghiệm bản thân mình ha Sáng ha. Rồi, bạn Clara Nguyễn hỏi tôi một câu hỏi thứ tư, đó là: theo anh Thái Phạm thì để làm CEO cần trải nghiệm thực tế của sales executive hay không? Nếu từ vị trí Operation Assistant Manager thì cần bổ sung kiến thức và kỹ năng gì để leo đến vị trí CEO? CEO có nghĩa là tổng giám đốc của doanh nghiệp, là người điều hành chịu trách nhiệm đối với lại toàn bộ hoạt động công ty. Thì để làm được một cái công việc CEO thì em cần phải, trong tương lai của em, anh không biết nó là 5 năm, 10 năm, hay là em mở một doanh nghiệp sau vòng 3 năm nữa em trở thành CEO điều khiển doanh nghiệp của riêng mình, hay là em leo lên những bậc thang của sự nghiệp. Thì Clara Nguyễn phải hiểu rằng là CEO là người phụ trách cái sự thành công hay là thất bại của doanh nghiệp, tức là em là người dẫn đầu hay là người lãnh đạo của doanh nghiệp đấy. Thì sự thực ra mà nói thì để mà CEO thành công thì những cái kiến thức, ngoài những kiến thức liên quan đến chuyên môn, mà ở đây thì anh có thể kể ra một vài những cái chuyên môn mà em cần phải nắm. Thứ nhất là kỹ năng marketing, bán hàng, về mặt chiến lược, biết cách thực thi, biết cách tổ chức đội ngũ, biết cách quản trị về con người, thực thi về quy trình đấy, rồi biết quản trị về những cái câu chuyện về dòng tiền, và cách mà mình marketing bán hàng cực kỳ quan trọng. Thế nên thì là sale và marketing chỉ là một phần rất nhỏ của CEO thôi. Thành thử ra là cái cách mà em phối hợp với mọi người ấy, cách mà em tận dụng được những điểm mạnh của tất cả những cái người hợp tác kinh doanh với em mới là thực sự là quan trọng. Mỗi người có một mảng thành công, và trong doanh nghiệp để thành công thì còn có 3 loại người. Một là người sáng tạo ra sản phẩm, cái người thứ hai là người mà biết quản trị, người thứ ba là người phải biết một cái vị trí, đấy là vị trí gọi là quản trị dòng tiền, hay là cái người mà owner suy nghĩ như một ông chủ ấy. Thì làm ăn kinh doanh phải sinh lời. Thành thử ra là dù cho xuất phát điểm của em có là sales executive hay là assistant operation manager, thì em phải học rất là nhiều để sản xuất này,
để quản trị con người, nhân sự, chiến lược, thực thi, dòng tiền, rồi khá là nhiều những vấn đề về sale và marketing. Thành thử ra là anh nghĩ rằng là em phải học khá là nhiều. Và một trong những cách mà anh muốn em học đó là em hãy đọc những cuốn sách, hãy tham gia những khóa học, hãy thử trải nghiệm một vài những ý tưởng và hãy làm việc cho một số cái công ty, học hỏi ông chủ của mình. Để từ đó em tích lũy cái kinh nghiệm. Và nếu em tích lũy kinh nghiệm để em leo lên vị trí trong quản lý của công ty em, thì em học từ sếp của mình, hoặc kiếm những người sếp giỏi để có thể em học, vừa làm vừa học, chứ không ai cầm tay chỉ việc, coaching, huấn luyện, mentoring cho em để em học ABC cả. Mà em phải tự em phải tự học, phải tự rút ra từ những cái câu chuyện mà chia sẻ của sếp của mình ha. Rồi bạn Clara Nguyễn ha. Bạn Giàng Văn Tuấn hỏi anh một cái câu tiếp theo Q&A tôi thấy rất là hay, đó là làm sao để xác định được đúng nghề, đúng định hướng và hướng đi cuộc đời, đó là những hành động cụ thể phải làm gì. Thì Tuấn ơi, thực sự là để xác định được một cái hướng đi đúng cho cuộc đời ấy, thì nó đòi hỏi em phải có một số những kỹ năng nhất định. Và điều đầu tiên mà anh sẽ hướng dẫn trong cái khóa học thiết kế cuộc đời của anh, đó là việc mà em phải xác định, thứ nhất là em đang ở đâu, cái thứ hai hiện trạng của em trong những mục tiêu cuộc đời mà em mong muốn, với giá trị sống, về giá trị của công việc và giá trị của cuộc đời của em là gì, để từ đó em biết em cần phải đi đến đâu. Và khi mà em biết em đi đến đâu thì em có nhiều cái trải nghiệm để em lựa chọn lắm. Em không nhất thiết phải chỉ lựa chọn một cái công việc mà một người bày ra cho mình. Để xác định được đúng nghề, đúng định hướng thì không phải ngay từ đầu người ta đã xác định đúng đúng nghề đâu. Ngay bản thân anh chẳng hạn, anh cũng không phải là người đầu tiên đã xác định được là mình sẽ là một người entrepreneur hay là một người làm doanh nhân đầu tư. Đầu tiên anh cũng phải đi làm, anh cũng đã từng trải qua những công việc bàn giấy, những công việc marketing ở những cái tổ chức nhỏ, giáo dục nhỏ, sau đó thì vào Vinamilk làm việc một thời gian, rồi trải qua rất là nhiều lĩnh vực khác nhau, những ngành hàng khác nhau, những cái business khác nhau, thì anh mới phát hiện ra cuối cùng là cái định hướng đúng của cuộc đời mình, sau khi mình viết ra những cái điều gì mang lại năng lượng cho mình, niềm vui cho mình và thực sự xã hội cần, thì anh mới có thể tiến được. Thành thử ra đây là một cái hành trình để tìm kiếm. Và anh biết rằng là mỗi một giai đoạn của cuộc đời ấy, thì nó sẽ có những cái định hướng khác nhau. Tuy nhiên cách em có thể làm và rút ngắn thời gian đó là em đọc sách và em kiếm cho mình một cái thần tượng nào đó để em có thể đi theo cái thần tượng đó, hoặc là em học hỏi những cái cách làm việc hay là cái nghề nghiệp mà sẽ là trong tương lai của thần tượng đó đang hướng dẫn em chẳng hạn. Có thể là đầu tư, có thể là kinh doanh. Thì lời khuyên của anh cho Giàng Văn Tuấn là như vậy, được không ạ? Một cái câu hỏi tiếp theo của bạn Tuấn Lê. Bạn hỏi tôi rằng là em đang tham gia vào thử thách 66 ngày nhưng gặp vấn đề em không biết chế độ ăn uống thế nào là hợp lý để đáp ứng được cường độ vận động mạnh. Anh chia sẻ kinh nghiệm của mình. Thì Tuấn ơi, thì đây là một cái điều mà khá là nhiều những bạn hỏi cho tôi. Bởi vì thấy tôi là chạy bộ này, thấy tôi đọc sách này, thấy tôi làm việc quay video, rồi thấy tôi làm việc đi di chuyển rất nhiều. Thì thực tình thì anh chia sẻ với Tuấn Lê là anh là người ăn uống khá là dễ dàng. Và một trong lời khuyên anh có được từ một trong những mentor, những người hướng dẫn anh, gọi là Kim Gu Chung trong tưởng tượng thôi, bởi vì anh chưa bao giờ anh gặp Kim Gu Chung mà để có thể là cảm ơn ông cả. Nhưng mà có một cái lời khuyên đó là hãy ăn ngon tất cả những điều gì mình có thể ăn. Tức là anh đi Singapore hay là anh ăn ngon lắm, anh đi Mỹ anh ăn cũng rất ngon, anh ở Hà Nội ăn cũng ngon, xuống Huế ăn ngon, Đà Nẵng cũng ngon, Nha Trang cũng ngon, Cần Thơ ăn gì cũng ngon hết. Tức là mình đầu tiên mình có thể không hợp cái món đó, nhưng mà vì mình tập cho cái não bộ của mình là món nào mình ăn được, thậm chí món của người Ấn, của Mã Lai hay là của Indo gì đó, mình đạo Hồi thì mình cũng ăn được, miễn hoặc là đồ Trung Quốc dầu mỡ thì mình cũng ăn được. Tất nhiên thì mình sẽ ưa là món Nhật, món Hàn, món Trung Quốc, món Việt Nam hơn là món Mỹ. Nhưng mà kể cả trong trường hợp mình ăn phải món Âu Mỹ thì mình cũng cảm thấy nó rất là ngon. Thành thử ra là cái chế độ dinh dưỡng đầu tiên quan trọng nhất là mình phải ăn cái gì mình cảm thấy mình thấy mình ngon. Cái thứ hai, khi mà mình tập luyện nhiều á thì cái năng lượng của mình nó cũng cần bổ sung nhiều. Thì hãy cố gắng là bổ sung, thứ nhất là dĩ nhiên là chế độ ăn là có đường, có rau xanh, có thịt và thịt nạc này, ít ăn thịt đỏ thôi, đó là ăn thịt gà, trứng gà vân vân, thịt bò thì ít ăn thôi, nhưng thịt gà và thịt trắng như là thịt gà hoặc gia cầm, vịt thì nên ăn nhiều hơn. Anh nghĩ là nếu mà em muốn giảm cân, thế còn nếu mà em mà là người đã gầy hoặc cân đối rồi thì ăn thoải mái đi, được không? Một câu hỏi nữa của bạn Pum. Thì bạn hỏi tôi rằng là anh ơi, thì thiết kế cuộc đời thịnh vượng của anh thì làm thế nào để phân biệt được là anh có bán cái gì trong đấy không, và phân biệt được là khóa học giả và khóa học thật.
Thứ nhất là anh muốn chia sẻ với mọi người là trong cái khóa học thiết kế cuộc đời thịnh vượng và ở cái trang mà thaiphạm.live á, nếu các bạn truy cập vào đó thì bạn sẽ thấy là trên mục nó có là khóa học, là cái khóa học ung phu chứng khoán, và khóa học thứ hai là thiết kế cuộc đời. Thực ra trong tất cả khóa học của anh Thái thì anh Thái không bán cái gì cả, bởi vì anh Thái tin rằng là anh Thái không muốn tạo phễu, cũng chả muốn làm miễn phí cho mọi người. Anh Thái có thể thu tiền của mọi người với chi phí rất là rẻ. Mọi người biết là khóa ung phu chứng khoán của anh Thái thì anh Thái làm cái ung phu chứng khoán đấy 3 ngày giá là đã là 12 triệu rồi trong 3 ngày, và không có bao giờ giảm giá cả. Trong sang năm thậm chí là khóa ung phu chứng khoán nó sẽ đắt hơn nữa, có thể tăng lên 15 triệu cơ. Cho nên là các em học anh 2 ngày mà anh lấy cái chi phí tượng trưng khoảng 800 ngàn thôi ấy, là thực sự là anh muốn giúp đỡ mọi người, và anh chả muốn bán cái gì trong khóa học này hết, ngoại trừ là bọn em trả tiền, bọn em đến đây bọn em xứng đáng được hưởng một thứ, đó là cái kiến thức để vận dụng thiết kế cái cuộc đời của mình để hướng tới sự thịnh vượng trong công việc và trong cuộc sống. Anh cam kết với bọn em là từ 8 rưỡi cho đến khoảng 7 giờ tối, từ 8 rưỡi 7 giờ tối mỗi một ngày bọn em thực sự trải nghiệm tất cả những kiến thức mà có thể trước giờ bọn em đã nghe ở đâu đó hoặc là chưa nghe bao giờ, nhưng mà cái chắp nối của nó và cách vận dụng của nó để mà mang lại cho các em một cái cuộc sống nó hạnh phúc hơn, viên mãn hơn và thịnh vượng hơn. Các em biết cách để kiếm tiền, đầu tư tiền, tiết kiệm tiền. Các em biết cách vận dụng cái kế hoạch cuộc đời của mình. Đấy mới là thứ mà anh thực sự là nghĩ tới. Và điều này là điều mà tôi muốn nói với các bạn, là chả bán cái gì cả. Còn trong cái khóa học đấy thì các bạn ví dụ muốn mua ủng hộ cái gì thì các bạn mua, chứ còn không có chuyện là tạo phễu để bán các bạn vào những tổ này tổ kia hay là chim này chim nọ, không có. Thì các bạn thích thì các bạn sẽ tham gia vào cái câu lạc bộ 1%. Cái câu lạc bộ 100 đấy thì các bạn học viên của tôi, các bạn muốn tham gia để phát triển bản thân thì các bạn tham gia thôi. Cái thứ hai là để phân biệt được khóa học giỏm và khóa học dở thì thứ nhất là bạn phải xem tư cách của người thầy. Người thầy là có thực tế hay không, người thầy có bản lĩnh, có trình độ, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó không. Và thứ hai là ông này có chém gió hay không, ông này có thực sự là có cái tâm tốt hay không, muốn làm được điều đó. Thì các bạn chỉ cần xem là người ta dạy cái gì, người ta có bán quá nhiều trong khóa học của họ hay không, thế thôi. Và tôi nghĩ rằng là cái đấy thì phụ thuộc vào cái gọi là trải nghiệm của bạn. Khi mà bạn có trải nghiệm thì bạn sẽ tự biết rằng là cái khóa học nào là đúng và khóa học nào là không đúng và phù hợp với bạn. Tất nhiên cứ thử nghiệm đi, được không ạ? Không có việc gì đúng hay sai cả. Rồi, có một bạn nữa cũng tên là Pool. Bạn hỏi là với sinh viên sắp ra trường thì nên làm gì? Cái này thì em nên xem lại cái video của anh đã có về sinh viên ra trường chuẩn bị làm việc gì trên cái kênh YouTube channel của Thái Phạm nhá. Có thể ở trên cái link, nếu mà em xem thì có sẽ có cái link ở phía trên. Rồi, bạn Top Gaming hỏi rằng là cho em hỏi làm nào để khởi nghiệp không chết. Khởi nghiệp không chết thì giống như cái câu hỏi của cái bạn Cara Nguyễn ấy. Để khởi nghiệp không chết thì em phải chuẩn bị rất là nhiều kiến thức. Nhưng mà một trong kiến thức đó là về marketing và bán hàng và biết cách sử dụng đồng vốn hiệu quả. Có một cái video anh chia sẻ trên kênh YouTube channel của anh rồi, đó là khởi nghiệp không rủi ro. Em hãy xem lại cái video đó, bởi vì trong cái video đó nó sẽ nói với các bạn rằng là cái cách mà bạn khởi nghiệp không rủi ro như thế nào, khi mà bạn có thể cân đối được cái luồng tiền mà bạn hiện có và cái luồng tiền mà không chắc chắn trong tương lai khi bạn khởi nghiệp. Đây là một điều mà tôi cực kỳ khuyên các bạn, bởi vì đối với người Phần Lan, người ta nói rằng là để khởi nghiệp thành công, cái kinh nghiệm của đất nước Phần Lan đó là họ khởi nghiệp từ năm 35 tuổi. Họ không khởi nghiệp ở những độ tuổi rất trẻ, bởi vì rất trẻ là thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, thiếu quan hệ, thiếu tiền bạc, thiếu know-how, tức là các cái rất là nhiều những cái kỹ năng cần thiết để thành công ấy. Cho nên là anh nghĩ rằng là các em hãy khởi nghiệp một cách khiêm tốn, đó là mình chuẩn bị cho cuộc sống của mình tương đối đầy đủ một chút, và mình khi mà mình khởi nghiệp tận dụng những cái xu thế của thương mại điện tử để mình khởi nghiệp, hay là cái đầu tư nó đang bùng nổ để mình khởi nghiệp chẳng hạn, hay là cái trà sữa, cà phê, hay là quần áo thời trang, rồi kinh doanh mỹ phẩm để em khởi nghiệp, thì em phải hiểu được những kiến thức rất căn bản về quản lý nhân sự, về bán hàng. Nhưng đối với anh thì anh thích là việc khuyên bọn em đi làm cho một người nào đó, hãy học hỏi và sau đó một vài năm tích lũy đủ vốn, kinh nghiệm, kiến thức, sau đó thì các em hãy khởi nghiệp, được không? Như vậy thì nó sẽ bớt rủi ro cho các em rất nhiều, và anh nghĩ rằng đó là một cái điều mà bọn em nên làm. Câu hỏi tiếp theo mà anh hỏi là ok, Kevin Đỗ là làm theo giao tiếp giỏi thì anh đã có một cái video rồi, em xem lại. Bạn LTD Vlogs hỏi tôi là anh nói về tiềm năng của ngành thương mại điện tử đi, để gia nhập thị trường này thì cần cái gì. Thực ra tiềm năng thương mại điện tử Việt Nam nó rất lớn. Hiện nay thương mại điện tử Việt Nam còn quy mô còn rất là nhỏ, hiện nay dưới 10 tỷ đô la năm 2019.
và quy mô có thể lên 15 tỷ đô la trong tương lai. Thành thử ra là cũng không biết là đơn vị nào sẽ chiến thắng Tiki Lazada Sendo đây rồi, hay là sàn nào sẽ thắng. Nhưng mà tôi nghĩ dám chắc rằng đó là việc mua sắm thông qua thương mại điện tử của những người dân Việt Nam ngày càng tăng lên thông qua app, thông qua thanh toán trực tuyến, thông qua sự phát triển của các đơn vị giao hàng như Viettel Post rồi IMS. Và anh nghĩ rằng là em cứ thử kinh doanh đi, chọn một lĩnh vực mình kinh doanh thương mại này, thí dụ như là thời trang này, thí dụ như là mỹ phẩm, thí dụ như là bất cứ một cái lĩnh vực gì, hãy kinh doanh chính đáng và tiềm năng còn rất là lớn. Và kinh doanh theo mạng lưới của bạn Liên Vũ hỏi tôi là kinh doanh theo mạng, tức là network marketing phải không? Thì ý kiến của anh thế nào? Thì anh thực sự là anh không phải là người quá giỏi về thương mại kinh doanh theo mạng, nhưng mà anh biết rằng là nếu mà kinh doanh đúng đắn thì vẫn rất là tốt, trừ khi là em sử dụng cái mạng lưới của em từ người thân bạn bè, rồi em phải tìm cách kiếm khách hàng bằng mọi giá, thì nó cũng không có giúp được cho gia đình và chính bản thân em nhiều lắm. Bởi vì em phải bỏ tiền em mua sản phẩm của riêng mình, để bỏ tiền để độ về nội dung, độ về cái cấp bậc trong cái mạng điện tử, ở mạng kinh doanh đó. Đối với anh, những người trẻ khởi nghiệp cái đấy thì anh không đánh giá cao lắm. Bây giờ thương mại điện tử phát triển lắm, em hãy làm những cái thương mại điện tử đi ha, được không? Rồi tôi nghĩ tôi sẽ trả lời khoảng 3-4 câu nữa, được không? Rồi làm thế nào để mà kiểm soát được cảm xúc và giữ được bình tĩnh sáng suốt của bạn Đức Nguyễn và The Shadow? Cái này thì nó đòi hỏi một cái là bạn hiểu được, các bạn được hiểu được cái thực sự cái gì đang diễn ra trong mình. Anh không dùng từ cái từ kiểm soát cảm xúc hay kiềm chế nóng giận, bởi vì đối với lại cảm xúc mà chúng ta kiềm chế nó thì sẽ đến lúc nó bộc phát, và khi nó bộc phát thì nó có kinh khủng hơn là chúng ta nóng giận ngay từ đầu. Mà cái lời khuyên của anh dành cho các em ở đây The Shadow với Đức Nguyễn đó là các em hãy làm sao hiểu được lúc nào mình nóng giận. Các em ghi lại cái nhật ký đó, lúc nào mình làm vui, lúc nào ai làm mình buồn, khi nào mình buồn, tình huống nào với ai, tại sao lại như vậy, ghi lại để bắt đầu mình hiểu được bản thân mình. Hiểu tại sao mình vui, hiểu tại sao mình buồn, thì thứ nhất mình sẽ tìm cách là những cái người nào mà làm mình buồn thì mình tránh xa ra, người nào làm mình vui thì mình tiến tới. Những việc nào làm cho mình sôi máu thì mình, khi mà mình giận mình đi ra chỗ đó, mình để mình đừng nghe cái chuyện đó nữa. Và khi mình hiểu là mình đang giận thì mình sẽ tìm cách mình tránh ra khỏi cái vòng xoáy đó, và mình tìm cái cách để mà trung hòa lại nó. Thì đó là cái điều mà anh muốn chia sẻ với bọn em ha. Chúng ta phải hiểu cái cảm xúc của mình, và khi nào mình vui, khi nào mình buồn, đừng kiểm soát nó, được không? Đừng dùng từ kiểm soát, mà hãy hiểu bản thân mình. Và khi em hiểu được rồi em sẽ rất là vi diệu cho cái chuyện đó. Ok. Rồi, có một cái câu hỏi nữa là tìm thấy mục tiêu trong cuộc đời. Bạn Thảo Trịnh, bạn hỏi tôi, bạn này bạn gái năm nay 24 tuổi, chưa định hướng thế nào cho bản thân mình, không biết mình muốn gì, cứ loanh quanh luẩn quẩn, thấy mục tiêu nào, hoàn thành mục tiêu nào cũng không được, chán nản. Và học kế toán sắp ra trường rồi thì bố mẹ cũng không cho làm gì, bởi vì là bắt là lấy chồng rồi sống cuộc đời an nhàn, nhưng bạn không chịu như vậy. Thì anh chỉ có khuyên là em hãy làm gì để em thích. Bố mẹ em nói vậy, nhưng mà bố mẹ em không sống suốt cả đời với em, và em cũng phải có chính kiến của riêng mình ha. Chúng ta không sống bởi vì bố mẹ mình, chúng ta sống là bởi vì chính bản thân mình. Và khi mà mình thành công, mình hạnh phúc thì bố mẹ sẽ ủng hộ mình. Đấy là lời khuyên của anh dành cho bạn Thảo Trịnh. Hãy just do it, hãy làm điều gì em muốn. Rồi chị Đỗ Anh hoặc là bạn Vũ Đỗ Anh hỏi tôi rằng là video anh thành dành cho giới trẻ, anh có thể làm thiết kế cuộc đời thịnh vượng cho độ tuổi từ 35 trở lên không, bởi vì nhiều người cũng loay hoay. Thực ra thì đúng là cái video của tôi thì hướng tới giới trẻ nhiều, Đỗ Anh ạ. Nhưng mà cái video của tôi thì tôi nghĩ rằng là ngay cả cái phần Q&A này nó cũng dành cho những người mà không còn trẻ cũng có thể nghe được. Chẳng hạn như trên 33 tuổi, 34, 35 tuổi, thậm chí người bằng tuổi tôi, bạn tôi 37, 38 tuổi mà nghe cái video này thì vẫn rất là bổ ích. Bởi vì là thực sự là mọi người chưa bao giờ sống cả, mọi người chỉ tồn tại mà thôi. Có một câu nói rất là nổi tiếng tôi thích của Mark Twain, đó là chỉ có hai ngày mà quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Ngày đầu tiên đó là ngày mà bạn sinh ra, và ngày thứ hai là bạn tìm được lý do bạn sinh ra. Cho nên thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi trong cái khóa học của tôi, nó dành cho tất cả những người ở cái độ tuổi mà khoảng tầm từ 35, 36 trở xuống, cho đến những bạn mà 17, 18, 19 tuổi, những người mà muốn ham học hỏi, muốn thiết kế cuộc đời của mình. Đặc biệt là những người 35, 36 tuổi lại đặc biệt càng nên học, bởi vì trong giai đoạn này của bạn bắt đầu vào bước vào midlife crisis, tức là cái khủng hoảng giữa cuộc đời, không biết là mình làm gì tiếp theo.
mình cứ rất là ghét cái công việc của mình, nhưng mà mình cũng không biết là làm nào để thoát ra khỏi công việc hiện tại. Mình làm chỉ vì đồng lương, rồi những cái mà cái gọi là, tôi gọi là gì nhỉ, cái cơm áo gạo tiền ấy, nó làm cho mình níu vào những công việc mình phải đợi, phải rất là nhẫn nại với thằng sếp của mình, ông sếp của mình hoặc là bà sếp của mình, trong khi mình chả thích cái công việc đấy một tí nào. Mình có thể làm một người thiết kế, một người họa sĩ, nhưng mà mình buộc phải làm kỹ sư hay là một nhân viên văn phòng ở ngân hàng, một kế toán, thì mình thấy là rất là boring. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cái mà bạn có thể học được từ trong khóa học thiết kế cuộc đời thịnh vượng. Và cái khóa học này thì dành cho rất là nhiều lứa tuổi khác nhau, bởi vì nó có một công thức để giúp các bạn, hỗ trợ các bạn thực sự bạn đang ở đâu, bạn muốn gì, và có những công cụ để giúp bạn kiểm soát được cái đó và biết mình sẽ làm gì và tìm kiếm những công việc tốt hơn. Tôi sẽ không hứa hẹn quá nhiều, bởi vì trong 2 ngày thì tôi sẽ chỉ thổi bùng lên, đánh thức được những cái thứ mà đang sẵn có ở trong bạn, những khát khao thôi. Thế còn bạn phải là người thực hành cho nó. Tôi không thể hứa là sau khóa 2 khóa học đó bạn không cần phải làm gì, bạn thành công, mà bạn phải huấn luyện, bạn phải thực sự là kỷ luật, giống như tham gia một cuộc đồng chiến binh 66 ngày của tôi vậy đó. Đó, thì cái khóa học này là dành cho tất cả mọi người các bạn ha. Và cái câu hỏi đấy cũng là cái câu trả lời của tôi dành cho bạn Trương Văn Mùi, rồi bạn Đình Mừng, bạn Trung Hậu về những cái chuyện này ha. Rồi Thái Nguyễn Bảo Luân hỏi chú là nếu bây giờ chú quay trở về tuổi trẻ và không có kiến thức tiền bạc mối quan hệ thì chú sẽ làm gì thành công? Thì bây giờ chú phải học thôi. Đấy là điều mà chú sẽ tìm những người giống như chú hoặc là những idol để chú học theo, và chú đọc sách của người ta, và chú có thể give những cái, đưa ra những cái lời đề nghị miễn phí về làm việc để học hỏi họ. Rồi bạn Tịnh Linh hỏi tôi cũng khá là sốc, nhưng mà tôi cũng vẫn trả lời cho các bạn. Đấy là mọi thứ theo đường dày kế hoạch thì bỗng nhiên Thiên Chúa gọi anh về, thế anh có đầm ở chú hay không? Cái này thực ra là rất là nhạy cảm, nhưng tôi chả thấy gì, bởi vì tôi rất là thấy nhẹ nhàng. Nói cho các bạn biết rằng là chúng ta chỉ có 2 ngày sinh ra, đó là ngày mà chúng ta sinh ra và một ngày chúng ta biết là lý do tại sao. Cho nên là tôi nghĩ rằng là Chúa hay là Đức Chúa theo đạo của bạn, hoặc là Đức Phật hay là Thượng Đế, nói theo spiritual tức là của tôi, thì tôi thấy rằng là rất thản nhiên với chuyện đó. Mình có bị làm sao thì, hay là mình có đột ngột bị làm gì thì mình thấy thoải mái thôi, bởi vì cuộc sống mà mình tự nhiên mà mỗi con người sinh ra một đời thì Thượng Đế đã sắp đặt cho mình một cái vai trò, một cái sứ mệnh, và những người nào mình gặp Thượng Đế cũng sắp đặt, những cơ duyên nào mình biết Thượng Đế cũng sắp đặt, cái ý chí trong đầu mình Thượng Đế cũng sắp đặt rồi. Cái việc của mình đó là mình không phải làm việc theo ý Chúa hay là ý Thượng Đế gì cả, mà vấn đề là chỗ là mình sống xứng đáng với lại tư cách là được trao một cái sứ mệnh nào đó, được trao một lý do tại sao mình tồn tại. Và đây cũng là cái câu trả lời cho cái bạn mà Tịnh Linh, cũng như là cái kết thúc của cái Q&A phần 1 này. Tôi sẽ còn có những Q&A tiếp tục trong tuần sau để mà đăng lên cho các bạn biết rằng là những cái thắc mắc của các bạn, tôi thực sự quan tâm đến các bạn. Và những cái chia sẻ này nó sẽ hay hơn rất nhiều so với câu chuyện là chúng ta làm một cái livestream mà tôi nói với các bạn, là bởi vì các bạn không biết là các bạn ủng hộ điều này không. Và nếu các bạn ủng hộ cái tuyến này á, thì các bạn hãy comment ở phía dưới, đặt cho tôi những cái câu hỏi. Hàng tuần tôi sẽ chọn ra những cái video, những cái câu hỏi hay, những câu hỏi tiêu biểu để tôi có thể giải đáp, quay một cái clip khoảng tầm 25, 26, 27 phút hoặc 28 phút gì đó, tôi phát lại để cho tất cả các bạn hỏi. Và trong tương lai thì sẽ có những người hỏi trực tiếp tôi, đối thoại với tôi ở trên cái bàn làm việc, hoặc là gọi điện thoại qua Skype hoặc Zoom để chat, và sẽ có những thắc mắc được trả lời. Các bạn đồng ý không ạ? Và tôi cũng muốn nói nữa là chúng ta trong cuộc đời mỗi người có một sứ mệnh cao cả. Và sứ mệnh đó chúng ta phải tìm ra. Và khi ngày mà chúng ta tìm ra, chúng ta thực sự sống trong cuộc đời này. Và hãy comment ở phía dưới cho tôi biết bạn suy nghĩ gì về cái video này, về chủ đề này. Và nếu mà bạn thực sự muốn thay đổi cuộc đời của bạn, nếu mà bạn muốn thực sự transform, chuyển đổi bạn từ một người gọi là không có động lực sống, lúc nào cũng lờ vờ, hoặc là bạn chưa biết bạn muốn gì trong đời, hãy đến với tôi, hãy đến với khóa học cuộc thiết kế cuộc đời thịnh vượng vào ngày 30 và ngày 11 24 tháng 11 và ngày 30 và ngày 30 tháng 11 và ngày 1 tháng 12 tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tất nhiên sang 2020 tôi còn sẽ tổ chức những khóa học cả vài trăm người, cả ngàn người nữa. Thành thử ra là bạn hãy yên tâm, bạn là những người đầu tiên. Và người đầu tiên thì bao giờ cũng có cái giá của người đầu tiên rất là sung sướng, hay là chi phí bao giờ cũng là rẻ nhất. Và hãy đến sớm, first come first serve. Hiện nay thì tất cả những vé super VIP, những vé mà có quyền ăn tối với tôi ấy, thì đã được sold out, không còn nhận nữa. Bây giờ chỉ còn có vé VIP bình thường là 800 ngàn. Các bạn có thể đăng ký ở dưới link.
và tôi hẹn gặp lại các bạn sau hơn một tuần nữa tại Hồ Chí Minh và 2 tuần nữa tại Hà Nội. Và tôi sẽ còn làm tiếp tục những Q&A như thế này, kể cả là nó là những cái Q&A về chủ đề về đầu tư hay là Q&A về chủ đề về thiết kế cuộc đời thịnh vượng. Các bạn thích hãy comment ở phía dưới một lần nữa, hãy subscribe và chia sẻ cái Q&A này của tôi nếu những bạn thấy là những nội dung trao đổi nó hữu ích với một số người. Và Thái Phạm xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi. Hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.